Có lẽ giờ đây chúng ta ai cũng ít nhiều nghe đến hai chữ bóng cười và biết được nó là cái gì. Đó là những trái bóng có chứa khí nitơ oxit, một loại khí có nhiều công dụng, từ gây mê với y học đến vai trò giải trí, gây ra rất nhiều tranh cãi những năm gần đây trên thế giới. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng loại khí này có một lịch sử chơi bời tương đối hào hùng khi trở thành linh hồn của những bữa tiệc ngay từ cuối thế kỷ 18. Nitơ oxit vốn là một chất khí không màu, có vị và mùi ngọt nhẹ. Đây vốn là chất khí được sử dụng để gây mê, được tìm thấy lần đầu vào năm 1772 bởi nhà khoa học người Anh Joseph Priestley. Ở thời điểm ấy, loại khí này chỉ được dùng trong phòng thí nghiệm và với y học. Tuy nhiên, cũng chính Priestley đã tình cờ phát hiện ra khả năng giải trí của nó. Khi hít vào, cơ thể sẽ trải qua cảm giác hưng phấn nhẹ, một chút chóng mặt, đầu óc lân lân và thiếu tỉnh táo. Nếu hít một lượng lớn khí cùng một lúc, nó có thể khiến bạn cười ngặt nghẽo, không dứt được. Thời ấy chưa có những trái bóng mà người ta đựng khí trong các túi lụa lớn để người dùng hít khí vào cơ thể. Ai hít vào đều cảm thấy vui vẻ, sảng khoái và vô cùng thích thú. Để rồi loại khí này lan tỏa đi khắp châu Âu và sang cả Mỹ. Và kể từ đó, N2O được xem là linh hồn của những buổi tiệc tùng. Vào thế kỷ 19, một nhà nghiên cứu người Anh tên Wells, sau một vài lần trải nghiệm các bữa tiệc cười, đã nhận ra một số điểm bất thường. Ông cho rằng nếu cứ liên tục sử dụng loại khí này, cơ thể người sẽ bị nhiễm độc, có thể ảnh hưởng đến thần kinh, dần trở nên vô cảm với cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, quan điểm của Wells khi đó đã không được thừa nhận và bị phản bác mạnh mẽ. Ngày nay, N2O được đánh giá là loại chất kích thích dạng nhẹ, không gây nghiện nên cũng không phải sản phẩm bất hợp pháp. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà nó trở nên an toàn. Khi sử dụng khí cười quá nhiều, nhất là khi đi kèm rượu, khí cười có thể dồn lên não quá nhanh. Cần biết rằng trên đời này, loại khí giúp duy trì sự sống chỉ có khí oxy. Do tác dụng an thần của N2O, người dùng có thể thở quá nông, quá chậm, dẫn đến cơ thể không được đáp ứng đủ dưỡng khí. Nếu để rơi vào tình trạng đó, hậu quả có thể rất khó lường, nhẹ thì bất tỉnh, nặng thì hệ thần kinh bị tác động, tổn thương vĩnh viễn, hệ miễn dịch suy yếu dẫn đến tử vong. Theo một số báo cáo từ trường đại học College London, thì từ năm 2006 đến 2012, trên toàn nước Anh có 17 trường hợp tử vong vì N2O. Hoại tử tế bào thần kinh dẫn đến teo não là một trong hậu quả có thể xảy ra do sử dụng quá nhiều N2O. Đây có thể là lời giải thích lý tưởng nhất cho hiện tượng ngáo ngơ hay quên, lơ đễnh, đơ tạm thời mà các dân chơi sử dụng bóng cười thường xuyên đang gặp phải. Ở thời điểm hiện tại, N2O vẫn được sử dụng với mục đích y học. Còn về phương diện giải trí, cần biết rằng một số nước như Anh Quốc đã cấm bán bóng cười trong các vũ trường vì sự nguy hiểm của nó. Chính vì thế, bạn cũng nên cân nhắc trước khi đến với thú chơi vui phút chốc mà rủi ro có thể đánh đổi cả tính mạng. Virginia sinh năm 1906, mất năm 1982, được sinh ra trong một gia đình khá giả tại thành phố Baltimore, bang Maryland, Mỹ. Bà theo học trường cao đẳng Radcliffe, rồi đại học Barnard, Mỹ, xong kết thúc khóa học ở châu Âu, Pháp và Áo. Bà có khả năng nói tiếng Pháp và tiếng Đức rất trôi chảy. Sau khi làm việc tại một số đại sứ quán nước ngoài tại Mỹ, bà đã có ý định thử việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, bà bị từ chối. Với ước mơ làm việc tại nước ngoài, bà thi tuyển và được chọn làm thư ký Đại sứ quán Mỹ tại thành phố Warsaw, Ba Lan và sau đó chuyển đến Lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Smyrna, Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1933, khi đang công tác tại Đại sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ, bà được mời tham gia cùng bạn bè trong một chuyến săn bắn. Trong chuyến đi săn tại một vùng quê xa xôi, khi leo qua hàng rào dây thép, khẩu súng của bà bất ngờ nổ, bắn xuyên qua chân trái của Horn, Virginia. Lúc bạn bè đưa bà đến bệnh viện, bác sĩ đã yêu cầu cắt cụt chân của bà để cứu mạng sống. Từ đó, hai chân bà Hôn đi khập khiễng, khiến bà phải mang theo một chiếc chân gỗ. Đây cũng chính là lý do khiến Hôn tiếp tục bị từ chối nhận vào Bộ Ngoại giao. Không chấp nhận số phận, bà đã quay trở lại Mỹ và bắt đầu tập luyện để có thể làm hầu hết mọi việc bà ấy từng làm trước đây.
Bà đi tập tễnh, không thể chạy nhanh được, nhưng bà rất có năng lực chuyên môn và tự chăm sóc tốt cho bản thân. Sau đó, Virginia Hall trở về châu Âu, bà xác định cần phải thay đổi kế hoạch khi Bộ Ngoại giao Mỹ không thể thuê một người khuyết tật với chiếc chân giả. Ngay sau khi Pháp tuyên chiến với Đức vào ngày 3 tháng 9 năm 1939, bà Virginia Hall đã gia nhập quân đoàn xe cứu thương Pháp, được gọi là Sanitaires de l'Army. Từ tháng 9 năm 1939 đến tháng 5 năm 1940, giữa người Pháp và người Đức xảy ra những cuộc giao tranh nhỏ. Virginia được huấn luyện cấp cứu và bắt đầu công việc lái xe cứu thương không hề dễ dàng khi phải lái bằng chiếc chân gỗ. Tháng 6 năm 1940, Pháp đầu hàng Đức Quốc xã và chính sách chống lại người Do Thái châu Âu của họ. Bà Virginia quyết định sang Vương quốc Anh. Bà đã đến thủ đô London qua Tây Ban Nha, khi đó là quốc gia trung lập, vào tháng 8 năm 1940, bắt đầu làm việc tại Tùy viên quân sự Mỹ ở Anh. Cơ quan tình báo Anh SOE là tổ chức lập ra nhằm đào tạo những điệp viên có bản lĩnh và năng lực vượt trội để có thể thực hiện các hành động đặc biệt, thâm nhập vào sào huyệt của địch. SOE bị ấn tượng với kiến thức cũng như khả năng sử dụng ngoại ngữ lưu loát cùng với bản lĩnh và trí tuệ của bà Hall. Ngay sau đó, tại một bữa tiệc cocktail ở London, bà chính thức được SOE tuyển chọn làm lực lượng bí mật. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo của SOE, bà Virginia chính thức trở thành điệp viên vào tháng 4 năm 1941 với mật mã là German. Khi đến Pháp vào ngày 23 tháng 8 năm 1941, bà Hall phải mang danh tính giả là British Le Contre, phóng viên người Mỹ gốc Pháp đang làm việc cho tờ New York Times. Thông thường, SOE chỉ gài điệp viên trong lĩnh vực này trong vòng 6 tháng, nhưng bà Hall đã dành 15 tháng làm việc tại Lyon, Pháp với vai trò tổ chức, tài trợ, cung cấp và trang bị cho kháng chiến Pháp. Bà cũng nỗ lực giải cứu đồng đội, bảo đảm cho họ trở lại Anh an toàn, giám sát việc thả dù của SOE từ máy bay chiến đấu, tổ chức các cuộc tấn công phá hoại, chống lại đường dây cung cấp thông tin của Đức. Ngoài ra, bà cũng phục vụ như một giao liên chuyên vận chuyển tin tức, tài liệu cho các điệp viên khác của SOE trong khu vực miền Nam nước Pháp. Bà Hall là bậc thầy về kỹ năng lẩn trốn và ngụy trang. Những kẻ truy bắt chưa bao giờ tìm ra German là ai. Không những vậy, bà còn tham gia các hoạt động ngầm với hàng loạt mật danh khác nhau như Marie, Philomene, Le Contre. Tuy nhiên, do một số sơ ý nhỏ, Virginia Hall đã bị cơ quan mật vụ Gestapo, khét tiếng của phát xít Đức, phát hiện và nắm giữ một loạt thông tin về bà. Virginia Hall nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của phe phát xít và nằm ở đầu danh sách truy nã. Thậm chí có cả một chiến dịch quy mô lớn để vây bắt và lấy mạng bà như tuyên bố của tên trùm khét tiếng Gestapo, sẵn sàng đổi mọi thứ để tóm được con sói Virginia. Muốn rời đi an toàn, không còn cách nào khác. Bà Virginia Hall phải bất chấp khó khăn đi chân gỗ trên tuyết mùa đông, leo lên các con đường xuyên qua dãy núi Pyrenees để vào Tây Ban Nha trong suốt 20 ngày ròng rã vì thiếu giấy tờ nhập cảnh. Bà trở lại London, được các đồng nghiệp SOE chào đón như người hùng. Không muốn nghỉ ngơi, bà gần như ngay lập tức trở lại hoạt động như thường nhật. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, bà đã đứng đầu danh sách xử tử của Đức Quốc xã, nên SOE nghĩ rằng quá nguy hiểm để đưa bà trở về Pháp. Do đó, nhiệm vụ được SOE giao tiếp theo cho bà là đến thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, tháng 5 năm 1943, hoạt động bí mật với tư cách là một phóng viên cho tờ Chicago Tribune. Đến tháng 7 năm 1943, bà được ban tặng quy chế thành viên Đế quốc Anh, MPE, vì những đóng góp xuất sắc cho quân đồng minh. Song bà từ chối nhận huy chương từ quốc vương Charles đời thứ 6 vì sợ bị lộ thân phận. Với những đóng góp to lớn của bà khi giúp quân đồng minh giành thắng lợi trên nhiều mặt trận, tấn công và giải phóng nước Pháp, phá hủy đường dây liên lạc, giao thông của địch, cùng với các đồng đội bắt sống và tiêu diệt hàng trăm tên địch, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được tặng danh hiệu cao quý chữ thập Cross trong Thế chiến thứ 2 tháng 9 năm 1945. Quay trở lại Mỹ sau Thế chiến thứ 2, bà Virginia Hall đã cố gắng gia nhập Bộ Ngoại giao một lần nữa vào tháng 3 năm 1946 nhưng vẫn bị từ chối với lý do đất nước đang trong giai đoạn cắt giảm ngân sách. Kết quả là bà gia nhập nhóm tình báo trung ương mới được thành lập, sau đó phát triển thành cơ quan tình báo trung ương. Bà tiếp tục đi công tác 2 năm ở châu Âu, 1947-1948, rồi trở về Mỹ làm việc cho Ủy ban Quốc gia của CIA tại thành phố New York.
CIA đã đề nghị bà Virginia Hall làm chuyên viên phân tích tại văn phòng điều phối chính sách ở Washington vào tháng 12 năm 1951. Sau khi nghỉ hưu, bà và chồng Paul Goulart trở về sống ở nông trại tại thành phố Pennstown, Maryland, Mỹ. Bà qua đời vào ngày 12 tháng 7 năm 1982 tại Rockville, Maryland ở tuổi 76. Bà được chính phủ Anh, Pháp của phe đồng minh trao huân chương cao quý vì những chiến công trong quãng đời hoạt động tình báo của mình.